những tác phẩm âm nhạc cách mạng không chỉ được nhắc đến, được nhớ lại mỗi dịp kỷ niệm, mà còn luôn hiện hữu trong đời sống âm nhạc đương thời. Trân trọng và tự hào về lịch sử của dân tộc, được các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ sau này thể hiện bằng cách biểu diễn và phối khí lại các ca khúc cách mạng, đưa các tác phẩm âm nhạc vang bóng một thời tới gần hơn với công chúng, trong đó có thế hệ trẻ. Thưa quý vị, chúng ta đang được sống trong không khí của những ngày kỷ niệm, ngày lễ trọng đại của đất nước. Và không chỉ là phố phường đẹp hơn với cờ hoa, với áp phích đỏ rực, mà chúng ta luôn được nghe nhiều hơn những nhạc phẩm viết về thời kỳ đấu tranh, bảo vệ tổ quốc của dân tộc. Và vào những ngày như thế này thì công chúng cũng rất là mong muốn được lắng nghe những nhạc phẩm cách mạng, nhạc truyền thống. Và mọi người vẫn hay gọi một cách trìu mến là nhạc đỏ, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta thì có một dòng nhạc phát triển trong giai đoạn chiến tranh trường kỳ kháng chiến vô cùng đầy gian khổ và mất mát, nhưng cũng đầy ắp cả những anh dũng và tự hào. Những ca từ và giai điệu hào sảng mạnh mẽ trong dòng nhạc cách mạng này như một lời hiệu triệu toàn dân để cùng hô hào kêu gọi người dân của chúng ta cùng đứng dậy kháng chiến về một nền độc lập tự do của dân tộc, thưa quý vị. Và cho đến ngày nay thì mặc dù chiến tranh đã qua đi, hòa bình đã lập lại rồi, thế nhưng trải qua từng đó thời gian thì những âm hưởng đó, những dòng nhạc cách mạng thì vẫn luôn mang một tinh thần quý giá, dường như không gì có thể thay thế được. Những ca khúc có âm điệu sôi động, hào hùng, trải dài suốt chiều dài lịch sử đã, đang và sẽ sống trong lòng mỗi người dân Việt. Mỗi bài hát như một lời hiệu triệu, động viên, ca ngợi sức mạnh đoàn kết của dân tộc, hướng về niềm tin chiến thắng. Nhiều ca khúc cách mạng mang tính lịch sử khi ra đời vào những giai đoạn quan trọng của cách mạng Việt Nam, như Chiến thắng Điện Biên, Cách mạng tháng 8, có sức sống mãnh liệt trong lòng người Việt, như Tiến quân ca, Hò kéo pháo, Anh Ba Hưng, như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Mỗi ca khúc đều gắn liền với giai đoạn lịch sử nhất định và được quân dân ta đón nhận nồng nhiệt nhờ vào khả năng ghi chép lịch sử tuyệt vời của các nhạc sĩ lúc bấy giờ. Trưởng thành từ trong bom đạn Trường Sơn, nhạc sĩ Đào Hữu Thi đã có hàng trăm ca khúc viết về Trường Sơn, được coi là người kể chuyện Trường Sơn bằng tác phẩm âm nhạc. Những sáng tác ngẫu hứng tại chỗ khi đó của ông được anh em bộ đội thanh niên xung phong đặc biệt yêu thích, bởi đó là câu chuyện kể về công việc của chính họ. Điều đó đã động viên, cổ vũ và khích lệ tinh thần anh em chiến sĩ rất nhiều. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn còn mãi, và thôi thúc nhạc sĩ Đào Hữu Thi tiếp tục sáng tác nhạc. Nghệ thuật là sáng tạo nhưng mà lại từ thực tế. Những cái bài hát viết về chiến tranh thì ở đó nó là mồ hôi, nước mắt và xương máu của đồng đội. Ở trong đó nó có chứa đựng những cái đó, chứ còn không có cái đó thì không thể tồn tại được đâu. Đấy, thế nên bài ca Đi cùng năm tháng nó không phải đơn giản đâu. Người nhạc sĩ muốn viết được tác phẩm rung động người ta, trước hết anh phải khóc nhiều, anh phải lăn lộn nhiều, anh phải chứng kiến được những cái đó, anh phải hóa thân vào tất cả những cái đó thì anh mới có thể viết được tác phẩm. Trong tôi thì viết hàng trăm tác phẩm rồi, về Trường Sơn rồi về người lính, thế nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mình vẫn nợ. Mắt cần sáng, tai cần tinh thì còn tiếp tục phải còn viết. Còn viết được thì lại tiếp tục phải cho ra đời những tác phẩm để mà phục vụ công chúng. Em cảm thấy thì bây giờ đang có khá là nhiều dòng nhạc mới, nhưng mà khi mà nghe dòng nhạc cách mạng thì bọn em vẫn cảm thấy có một gì đó rất là gợi về kỷ niệm. Thực sự là những dòng nhạc này mới giúp chúng em hiểu ra được là ngày xưa đất nước chúng ta đã trải qua những gì, cũng như là nghe lại ca khúc này bọn em cảm thấy rất là tự hào ạ. Những sự sáng tạo tuy rằng nhỏ cũng làm cho chúng ta cảm thấy là nó là những cái nét mới, và có lẽ là những bạn trẻ khi mà đã nghe rồi thì họ sẽ thấy rằng là nó không hề cổ, mà nó sẽ là một màn tái hiện đầy tính lịch sử và đầy tính hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ca khúc cách mạng ngày nay không còn đóng khung trong những bài ca thuộc giai đoạn trường kỳ kháng chiến, mà đã mở rộng ra, phát triển thành dòng nhạc mang tinh thần tập thể, tiếng nói dân tộc, tiếp thêm động lực cho quân và dân ta trong những trận tuyến mới, không kém phần gian lao vất vả. Đó vẫn luôn là dòng nhạc bất hủ, đi theo hành trình phát triển của dân tộc qua những giai đoạn lịch sử khác nhau. Nước non Việt Nam ta.
Vâng, có thể nói rằng giữa những làn sóng âm nhạc thịnh hành và hợp với thị hiếu của khán giả như hiện nay thì tôi cho rằng nhạc cách mạng sẽ vẫn luôn có một cái chỗ đứng riêng của nó trong tâm hồn của tất cả mọi người, trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi khi mà nhắc đến những cuộc kháng chiến hoặc là một dịp nào đó thì cũng gợi lên những ký ức và những cái bài hát của nhạc cách mạng thì vẫn luôn làm cho những cái kỷ niệm đó thêm phần ý nghĩa và cảm xúc hơn, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cũng phải kể đến những nghệ sĩ rất là tên tuổi đã trình diễn những dòng nhạc cách mạng như là nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ hay là Việt Hoàn. Và tiếp theo đó là những cái tên được tiêu biểu, được nhắc đến khi mà kế tiếp một thế hệ kế cận những tên người tên tuổi như là Trung Đức, Thu Hiền, Thanh Hoa hay Quang Thọ đã một thời vang danh. Và sau này thì chúng ta thấy được một thế hệ những ca sĩ nhạc nhẹ như là Mỹ Linh, Hồng Nhung và Tùng Dương. Đây đều là những người đã có một sự đóng góp trong nền âm nhạc cách mạng. Họ đã thổi một làn gió mới vào âm nhạc cách mạng và đem đến cho chúng ta một hương vị mới hơn, đặc biệt là những bản phối khí đầy mới mẻ ngày nay. Dạ vâng, tuy nhiên để có thể thể hiện trọn vẹn các tinh thần của các ca khúc đó thì vẫn luôn là một cái thử thách rất là lớn với các ca nhạc sĩ thế hệ sau này. Thế nhưng có một điều tất yếu, đó là dù chúng ta có muốn làm mới ca khúc tới đâu đi chăng nữa thì sẽ cứ vẫn luôn cần giữ được cái tinh thần và cái thông điệp của cái tác phẩm này, bởi vì những giá trị bền vững thì đã khiến cho ca khúc in dấu trong lòng các thế hệ qua hàng chục năm và khó mà có thể thay đổi được. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Hà Nội sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội vào ngày 2 tháng 5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Có mặt trong chương trình là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi với các ca khúc bất hủ như Hò kéo pháo, Đường lên Tây Bắc, Giải phóng Điện Biên. Trong chương trình lần này, nhạc sĩ Thành Vương, giám đốc âm nhạc của chương trình, đã có những sáng tạo làm mới các ca khúc cách mạng, hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Đối với tôi thì cái nghề hòm phối khí này nó là cả một nghệ thuật, và không chỉ là mình nghe cái giai điệu của bài hát để mình làm âm lại, mình phải đọc cả cái lời để biết bài hát đấy nội dung thế nào thì mình mới thực sự hiểu được bài hát đấy. Và khi cầm những bài hát chính ca thì ở trong tôi luôn luôn là có một cái sự tôn trọng rất lớn đối với các nhạc sĩ đi trước. Mỗi một cái sự làm mới hay là cái sự thay đổi gì đấy thì nó đòi hỏi nó phải phù hợp với cái không gian mà nó diễn ra. Chúng ta có thể thể nghiệm phá cách, nhưng mà ở trong cái không gian nào nó phải được cho phép. Còn riêng đối với bản thân tôi thì khi mà đã thể hiện những cái bài hát đi cùng năm tháng, những bài hát chính ca thì chúng ta phải đòi hỏi có một sự nghiêm túc nhất định, kể cả là về cách ăn mặc cho đến về những cái ngôn ngữ âm nhạc chúng ta cũng phải nghiêm túc. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà mang những cái khó nhất, cái lạ nhất mà chúng ta đưa vào mà chúng ta tưởng là nó thành công hay là nó sẽ đột phá sáng tạo gì đấy. Tôi là nghệ sĩ cũng thường xuyên hát những ca khúc cách mạng, và tôi rất là tự hào khi đất nước chúng ta, cha ông chúng ta đã thành công trong những cái cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và chúng tôi hiểu lịch sử và chúng tôi làm sao để truyền tải cái ca khúc đấy với một cái tâm thế của người trẻ không sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, nhưng tôi hiểu những điều đó và những giá trị đó để làm sao lột tả được cái tác phẩm làm sao hay nhất có thể. Đối với Đăng Dương, những tác phẩm đi cùng năm tháng thì nó đã ăn bằng có thịt. Chúng ta hát lại những tác phẩm từ thời đó cho đến bây giờ, ngoài cách phối mới ra, cái cách hát thì chúng ta vẫn phải giữ được những cái hồn cốt như vậy, nhưng mà những cái phối mới thì để cho khán giả, những cái khán giả trẻ sinh sau những cái năm sáng chiến tranh, các bạn đấy sẽ tiếp cận được những cái bài hát ngày xưa mà nó không bị nhàm chán. Âm nhạc có đặc điểm là qua mỗi giọng hát, cách thể hiện, mỗi bản phối khí và thu âm khác nhau sẽ tạo nên diện mạo khác, trải nghiệm khác. Với sự tiếp nối không ngừng đó, các ca khúc cách mạng qua sự cảm thụ và thể hiện của mỗi thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ khác nhau sẽ mang hơi thở của thời đại mới.
Vâng, quả thực thì những ca khúc cách mạng thì luôn có một sức sống bền bỉ và được ví như là nhân chứng sống trong lịch sử. Và những ca khúc này thì ngày càng sẽ ăn sâu, thẩm thấu nhiều hơn trong lòng công chúng, đặc biệt khi được tiếp thêm năng lượng mới qua những giọng ca trẻ và những cách hòa âm phối khí đầy mới mẻ ngày nay. Và không thể phủ nhận rằng dòng nhạc đỏ thì vẫn luôn tiếp tục có một cái sức hút rất là riêng biệt và giữ một vị trí nhất định trong lòng những người yêu nhạc. Một bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhưng một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phai. Thu nhớ về những lần mình đi thắp hương ở nghĩa trang Vị Xuyên, nơi có rất nhiều những người liệt sĩ mà tuổi rất còn trẻ. Và Thu có hát bài ca Không Quên và bài Đồng Đội ở đó. Và Thu thấy rằng mình trào nước mắt. Bởi vì là tất cả những mơ ước của những người lính đó chỉ là trở về làng để lên nông trường lái máy cày, để có một gia đình. Và mình thấy là những cái giá trị của những con người rất là trẻ đó là những điều rất bình thường. Thế tại sao mình không làm cái CD để viết toàn bộ hành trình của họ? Ca khúc bài ca Không Quên nằm trong album Đồng Đội của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu đã trẻ hóa bằng acoustic để nhạc đỏ gần gũi hơn với giới trẻ. Các ca khúc được lựa chọn đưa vào album thể hiện ước mơ, khát vọng bình dị của những người lính trẻ nơi chiến trường, khát khao hòa bình để trở về quê nhà với một mảnh vườn bên gia đình. 12 ca khúc thể hiện từng giai đoạn của người lính từ khi còn đôi mươi, vượt qua bom rơi, lửa đạn, anh dũng chiến đấu, những người đã hy sinh khi còn rất trẻ, để lại ước mơ vẫn còn đang dang dở. Thì CD Đồng Đội, bài mở màn là Màn Đêm Buông Trên Đường, Hàng Me Lung Linh Ánh Đèn, rồi là bài đấy là Ngày Mai Anh Lên Đường ấy. Thì lại bắt đầu từ một người lính trẻ, thế rồi là những cái lời chia tay khi tạm xa thành phố để đi ra hải đảo, ra Trường Sa, rồi tình yêu, rồi hẹn hò ngày nơi gặp gỡ, tình em, rồi đến cuối cùng là những cái chặng đường mà người lính đã chín chắn rồi, đã rất là nhiều tuổi và trở về. Thì lúc đó người lính hát Vết Chân Tròn Trên Cát, hát Một Đời Người Một Rừng Cây, rồi Giai Điệu Tổ Quốc. Đó là những gì mà trong album Đồng Đội Thu đã viết lên cái kịch bản và cái list bài để làm acoustic, làm trẻ hóa nó đi. Thông qua những ca khúc hào hùng nhưng cũng tràn đầy tinh thần lạc quan và tình yêu quê hương, đất nước, qua những giai điệu gần gũi trẻ trung, ca sĩ Minh Thu cũng mong muốn sẽ giúp thế hệ người nghe nhạc, nhất là người trẻ, sẽ phần nào cảm nhận được lịch sử của dân tộc về những người lính sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và thưa quý vị, những gì thuộc về lịch sử thì sẽ luôn là bất tử, và ở mỗi một thời kỳ sẽ có những tác phẩm lắng đọng, trầm tích của thời kỳ lịch sử đó. Và chúng ta thì không thể phủ nhận các ca khúc cách mạng thì vẫn luôn và sẽ mãi là một phần của nền âm nhạc Việt Nam bởi những ý nghĩa và giai điệu tuyệt vời mà các tác phẩm mang tới cho người nghe.